Thì mục đích gắn cái bồn nước phụ này là để thay cho bồn nước, có nghĩa là không cần bồn nước cấp cấp nước lạnh, nó có thể thẳng ở đây, nước máy thẳng lên đây và vào. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn các loại bồn phụ 50 lít on speed, loại có chân đẩy đỡ, loại mới nhất hiện nay. Thì loại này được sử dụng đang được sử dụng phổ biến này vì tính an toàn, tiện ích và chắc chắn. Trước mặt các bạn đây là chiếc bồn phụ thế hệ mới nhất hiện nay. Thì bồn phụ này rất là tiện ích, có nhiều lỗ cấp xả nước cho chúng ta gắn phao. Chúng ta có thể vừa gắn phao điện mà chúng ta vừa gắn phao cơ. Ba lỗ cấp nước, đây là lỗ cấp ra, đây là cấp phao vào, đây là phao điện. Thì thông số bồn nước phụ này thì dung tích 50 lít, sử dụng inox 304, đường kính 340 và chiều dài là 550 và chiều cao là 410. Thì loại này sử dụng tương đối tốt hiện nay. Đó. Về kích thước thì đây là đường cấp nước vào là 27, dưới này là 27 luôn. Thì đây là đường cấp nước ra thì cho dưới này. Được bồn phụ được có được chân đế đai nẹp, nhìn các bạn nhìn thấy không? Rất là chắc chắn. Thì các bạn để ý đi, cái nhà các bạn thay bồn phụ thì ít khi các bạn được sử dụng cái loại bồn phụ mà tốt như này. Đó. Thì cách lắp đặt của loại này thì cũng như nhiều loại khác. Thì khi phao cơ để vào đây sẽ xuống dưới đây. Bây giờ mình sẽ đấu cái bồn phụ này cho các bạn cùng nhau theo dõi để đạt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiều hỏi rằng dung tích của bồn phụ bao nhiêu là hợp lý, thì đây là bồn phụ 50 lít thì thích hợp cho máy nước nóng khoảng 200 lít trở lên nha các bạn. 200 lít trở lên để với cầm cung cấp đủ nước cho ra đủ mạnh để mình xài. Các bạn có thấy máy to mà sử dụng cái bồn phụ nhỏ này nước sẽ rất là yếu, sẽ không bao giờ có nước mạnh được. Các bạn phải chú ý cái vấn đề này nhá. Còn cái loại bồn nước phụ này có thể gắn được tất cả trên các loại máy nước nóng. Tất cả trên máy nước nóng. Nên sử dụng cái loại bồn phụ chất lượng như này để nhằm tính hư hỏng xảy ra. Lấy kìm siết chặt cái này vào. Mở rộng ra. Đây. Để mình sẽ chặt cái này vào. Sao mày làm nóng ngóng thế nhỉ? Cái kìm của anh ấy mà rồi. Thấy đâu. Bây giờ mình hàn ống hơi ở đây. Đóng đường nó cấp vào đây. Cắm một khúc ống này đây là lỗ cái tay này đây. Các bạn nhìn đây là sẽ là ống hơi của nó nhé. Rồi, hàn cái cò đây. Đặt sát vào đủ vừa để nối thôi.
các bạn thấy đây là đường nâng cấp thì mình sẽ cắt từ đây lối vào. Ở đây sẽ có một cái T ở đây. Hàn mà đi ra. Nhâm ra đây, cho mấy hàn ra đây. Tôi sẽ hàn cái tê chỗ này. Hàn nóng hơi lên. Như vậy là đây là sơ đồ của nó. Thì các bạn nhìn thấy đây là đường cấp nước lên này. Đấy, nó từ dưới lên thì mình sẽ khoan tôn đi thẳng lên đây. Và đây thì trong này sẽ có phao ngắt lại, và thì vào đây sẽ đi ra đây. Và đây thì còn đây là hệ thống thông hơi của nó. Đó. Thông hơi của nó thì bữa nay sẽ hai ống hơi. Thì dưới đây thì ta sẽ gắn van một chiều. Các bạn để ý mũi tôn vào đây. Mũi tôn này sẽ chảy vào bồn. Thì trên đây nước khi nào đầy trong bồn phụ này nó sẽ tiến hành nó ngắt xuống, đóng phao lên. Nó sẽ tiến hành đóng phao lên, nó sẽ ngắt xuống. Đó. Thì hệ thống đường nước cấp sẽ nằm ở bên này. Thì mình sẽ gắn van một chiều. Một chiều đây. Rồi, ok. Xong rồi sẽ vòng sang bên này để đấu vào đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu đường nước cấp vào đây để cho nó chảy vào bồn. Thì đây là sơ đồ của nó. Thì mục đích gắn cái bồn nước phụ này là để thay cho bồn nước, có nghĩa là không cần bồn nước các nước cấp nước lạnh. Nó có thể thẳng vào đây. Nước máy thẳng lên đây và vào đây. Mục đích xài bồn phụ này để tiết kiệm chi phí, giảm sức lặn ở trên mái tôn. Các bạn thấy không? Sức lặn trên mái tôn nó không bao nhiêu cả. Cộng thêm 50 lít. Đó. Cấp nước cho bồn phụ thì nó sẽ có phao cơ trong đây, nó sẽ chống tràn ra đây. Rồi. Như vậy là mình đã gắn hoàn thành bồn phụ rồi các bạn ạ. Thì đây, mình đường cấp nước này lên đây, đây đường nước nóng từ bên kia sang. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở nước ra. Thì mở nước ra thì đây là khi mà nó khô rồi này, nó sẽ đóng lại này, các bạn thấy không? Đó. Nó sẽ đóng lại. Thì đây mình đánh ra. Hơi khi thông ra. Đó. Đây là đường van một chiều của đường nước cấp rồi. Thì nó sẽ nằm đây. Giờ mình đang đợi lại. Giờ mình đang đợi lại. Thì khi nào nước đầy nó sẽ đóng lại.
Đó, rất là tốt. Thế này thì mình sẽ kẹp siết chặt nó vào cái là được. Đó. Sử dụng 2 van 1 chiều. Các bạn có nhu cầu mua cái bình phụ hoặc gắn bình nước nóng lên nệm trời, xin liên hệ Thành Phát theo số điện thoại 0825588599 để được mua, lắp đặt và hoặc tư vấn hướng dẫn cách lắp đặt các loại bồn phụ của nó. Này, bây giờ thì xin chào các bạn.